Phong lá đỏ trồng ở nơi có nhiều nắng thì lá sẽ cho màu càng đẹp và màu sẽ đỏ rực hơn nữa. Màu đỏ cũng là màu tượng trưng cho sự may mắn, cảm xúc và tình yêu, giúp cho chúng ta tự tin hơn trong cuộc sống và trong công việc. Và đó cũng chính là ý nghĩa mà cây phong lá đỏ mang lại. Phong lá đỏ thì hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu ba miền của nước ta, đặc biệt là phong lá đỏ rất là ít sâu bệnh luôn. Tết này thì nhà vườn Khánh Võ tự hào là đơn vị cung cấp số lượng lớn cây phong lá đỏ Nhật Bản với đa dạng độ tuổi, hình dáng nè, luôn mang đến sự hài lòng, tín nhiệm từ quý khách trên khắp mọi miền đất nước.